We're gonna start right now. So how's everyone feeling tonight? Okay, let's get some excitement right now, because we need Ben and Dan to hear you guys. How's everyone feeling tonight? Xin quý vị hãy gửi một tràng pháo tay thật to nha. Buổi tiệc được bắt đầu. That is great. So good evening, ladies and gentlemen, friends and family. We would like to welcome everyone to Ben and Dan's wedding reception. My name is Ben, and this is... Tân xin kính chào tất cả quý vị đã có mặt trong buổi tiệc cưới tối nay của Ben và Dan. We have been asked by our lovely bride and groom to be your MC tonight. So they would like to thank for attending this beautiful celebration. So we'd like everyone to give one more round of applause, especially taking your time to be here with our couple. Và cũng xin thay mặt gia đình đôi bên, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quý báu của mình để đến cùng chung vui với mình cưới tối nay. Chúc quý vị có một đêm thật vui vẻ và ăn thật ngon miệng. Xin cảm ơn tất cả quý vị. So dinner will commence very soon, so we ask everyone to make yourself feel comfortable as we begin the introduction in a few seconds. Xin thưa với tất cả quý vị là buổi tiệc đường bắt đầu trong vòng giây phút. Xin được mời tất cả quý vị hãy về lại chỗ ngồi của mình. Xin cảm ơn. So in a few seconds we'll introduce the wedding party, especially with the parents, followed by both side family recognition. So now, ladies and gentlemen, we'd like to introduce you the wedding party. Và đây buổi tiệc xin được bắt đầu. Xin quý vị hãy gửi một tràng pháo tay thật lớn để chào đón dì Dượng, Kiên Trần và Uy Nguyễn, đại diện cho cha mẹ của chú rể ông Sang Huỳnh và bà Trang Nguyễn. Welcome aunt and uncle, Mr. Dương and Miss Nguyễn, representing Ben's parents, Mr. and Mrs. Nguyễn. Và tiếp theo xin quý vị hãy gửi một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho cha mẹ của cô dâu ông Thành Nguyễn và bà Thành Phan. So let's put your hands together for Dan's parents. So now, ladies and gentlemen, we would like to introduce the flower girls and ring bearers. First of all, ladies and gentlemen, put your hands together for Kenny and Hannah. Và tiếp theo xin quý vị hãy gặp một tràng pháo tay cho Karen và Martin. So now, ladies and gentlemen, we'd like to welcome the bridesmaid and groomsman. First of all, ladies and gentlemen, put your hands together for Nhâm and Ni. Xin quý vị hãy gửi một tràng pháo tay cho cặp phụ rể và phụ dâu tiếp theo, đó là Phúc và Như. So next, ladies and gentlemen, let's put your hands together for Vic and V. Và tiếp theo xin quý vị hãy gửi một tràng pháo tay cho Kevin và Uy. So ladies and gentlemen, this is the moment we've all been waiting for. May I have at this moment, everyone please rise. Và sau đây xin được mời tất cả quý vị hãy cùng đứng lên và cầm lấy những chiếc khăn tay để giơ lên thật cao. Chúng ta chào đón cô dâu và chú rể nha. So everyone take the name and swing in there. Ladies and gentlemen, it's all our attention to as husband and wife as a very first time, our newlywed Mr. and Mrs. Ben and John. So ladies and gentlemen, is this a cute couple? Yeah. Do you want to see them kiss? Yeah. On the count of five with me, okay? So everyone, on the count of five, so they can kiss. One, two, three, four,
5. Okay, so thank you very much, ladies and gentlemen. You can take your seat. For this, allow us to give a special welcome for those, especially Chow Many Miles, to be here with us. So once again, as we announce your name, please stand to be recognized as you are called. Một lần nữa, chúng tôi xin thay mặt gia đình đôi bên chân thành cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị cũng như bà con và gia đình đôi bên đã không ngại đường xa xa xôi để đến tham dự lễ thành hôn của mình và Jack. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Và sau đây, để được tiếp tục chương trình, chúng tôi xin được giới thiệu với tất cả quý vị, gia đình và bà con của đôi bên như sau. So now, ladies and gentlemen, we'd like to introduce grandmother of Ben, followed by the brother, sister and relatives. Về phía gia đình nhà trai, đầu tiên xin quý vị hãy gửi một tràng pháo tay cho bà ngoại của chú rể, bà Lê Thị Xuân Lan. Let's put your hands together for grandmother of Ben. Và tiếp theo xin quý vị hãy gửi một tràng pháo tay cho anh trai của chú rể, anh Huỳnh Ngọc Ưng, hiện còn bên Việt Nam. Let's put your hands together for older brother of Ben, still over Việt Nam. Và tiếp theo là em gái của chú rể, Huỳnh Ngọc Bảo Trân, hiện còn bên Việt Nam. Xin quý vị hãy gửi một tràng pháo tay. Younger brother, younger sister, also from Việt Nam. Thank you. Và tiếp theo chúng tôi xin được giới thiệu với tất cả quý vị các cậu của bên chú rể. Đầu tiên xin quý vị hãy gửi một tràng pháo tay cho cậu Nguyễn Lê Nhân và vợ Võ Thu Hồng đến từ Việt Nam. All the way from Việt Nam. Xin quý vị hãy gửi một tràng pháo tay cho cậu Nguyễn Lê. Và sau cùng là ông cậu Thương và bà vợ Dung. Xin quý vị hãy gửi một tràng pháo tay. Okay. So now, ladies and gentlemen, we'd like to introduce from that side, start the family song, go a sibling followed with the relatives. Và tiếp theo xin được giới thiệu với tất cả quý vị phía bên gia đình của cô dâu. Đầu tiên xin quý vị hãy gửi một tràng pháo tay cho vợ chồng anh Trung và chị Nhàn và cháu Thảo Nguyên, hiện còn bên Việt Nam. So we're going to put them together for older brother and his family still over Vietnam. Xin quý vị hãy gửi một tràng pháo tay cho vợ chồng anh chị Thanh và Thảo, hiện còn bên Việt Nam. Also, we're going to put them together for older sister still and her family still over Vietnam. Và tiếp theo chúng tôi xin được giới thiệu với tất cả các quý vị các cậu mợ gì của phía bên cô dâu. Thì đầu tiên chúng ta có gia đình cậu mợ Cầm Tiên và vợ chồng anh Tý và chị Dung. Xin quý vị hãy gửi một tràng pháo tay. Tiếp theo xin quý vị hãy gửi một tràng pháo tay cho gia đình cậu mợ Hòa Thuận và các em Khải, Khang và An. Và tiếp theo xin quý vị hãy gửi một tràng pháo tay cho gia đình dì Dưỡng Minh Thanh đến từ Texas và vợ chồng chị Linh và cháu và vợ chồng chị Vi và hai cháu. Và sau cùng xin quý vị hãy gửi một tràng pháo tay cho gia đình dì Dưỡng Quỳnh Mai và các em Vi, Kim và Lộc. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin quý vị hãy gửi một tràng pháo tay cho tất cả đôi bên gia đình, những người thân trong gia đình đã đến từ xa và gần nhé. Xin quý vị hãy gửi một tràng pháo tay thật to. So we sincerely apologize. If any case we misannounce or mispronounce anyone, we'll definitely fill that in for everybody. So as right now, we would like to pass on our microphone to uncle of the group as he's going to say a few words. Kính thưa tất cả quý vị, trong lúc giới thiệu nếu chúng tôi có điều chi sai sót, mong tất cả quý vị hãy thông cảm. Và sau đây để được tiếp tục chương trình, chúng tôi xin được mời Dưỡng Kiệt gửi vài lời đến tất cả quý vị. Xin quý vị hãy gửi một tràng pháo tay cho Dưỡng Kiệt. Kính thưa bà con hai họ, cùng anh chị bạn bè thân hữu gần xa, thật là niềm vinh hạnh cho gia đình chúng tôi, nhà trai và nhà gái được tiếp đón quý vị ngày hôm nay. Gia đình chúng tôi rất hạnh phúc và tri ân trước sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay. Chúng ta ở đây là cùng chúc cho đôi tân hôn Bình và Trang luôn bền vững và hạnh phúc.
tôi đại diện cho nhà trai và nhà gái gửi đến lời quý vị cảm tạ chân thành và tri ân. Quý vị đã không ngại đường xa xa xôi bỏ chút thời gian quý báu đến tham dự chung vui cùng gia đình chúng tôi. Trong ngày hôn lễ chắc chắn có những điều sẽ làm cho quý vị không được hài lòng, xin quý vị rộng lòng thông cảm. Chúng tôi hy vọng quý vị có một đêm thật tuyệt vời. Chúc quý vị có một dồi dào sức khỏe, vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin cảm ơn quý vị. So now, ladies and gentlemen, we'd like to everyone to give a round of applause, for, especially for Aunt Ben, and he's gonna say a few words for the guests. Kính thưa tất cả quý vị, xin quý vị hãy gửi một tràng pháo tay cho Aunt Ben. Aunt Ben là chú rể, thì xin gửi vạn lời đến tất cả quý vị. Ở đây con có đôi lời ngắn gọn muốn nói với tất cả mọi người. Thì đầu tiên con xin cảm ơn, gửi lời cảm ơn đến mẹ con ở Việt Nam, là người sinh thành dưỡng dục con, nuôi con đến ngày hôm nay. Con thật sự rất tự hào vì là con của ba mẹ. Và con cũng cảm ơn ba ở trên trời luôn phù hộ cho con, luôn soi sáng cho con biết đường đi, đường nào đi đúng, đường nào đi sai. Thì một lần nữa con xin cảm ơn ba mẹ. Con xin hứa con luôn sẽ luôn là niềm tự hào của ba mẹ. Dù con ở nơi đâu thì con cũng là ba con của ba mẹ. Và con cũng xin cảm ơn ba mẹ đã nuôi nắng, dưỡng dục cho con có người vợ xinh đẹp. Và con xin hứa kể từ bây giờ con sẽ thay thế ba mẹ chăm sóc, lo lắng cho Thảo. Và lời cảm ơn thứ hai con muốn xin cảm ơn cuộc kỳ vì bé nếu không có một kiệt vì yên thì chắc con không có được đứng ở đây ngày hôm nay. Cuộc kiệt vì yên là người mà có thể nói là người nâng đỡ, mà người giúp đỡ cho con từ khi con đặt chân qua Mỹ đến bây giờ. Một lần nữa con xin cảm ơn cậu kiệt cùng bé. Và lời thứ ba con xin cảm ơn là các cô chú, các cậu mợ dì dượng đã lo lắng, quan tâm, hỏi han, giúp đỡ trong quá trình chúng con chuẩn bị lễ kết hôn đến bây giờ. Và đặc biệt con xin cảm ơn những dì dượng, dì Thanh, gia đình dì Thanh ở từ tiểu bang rất xa đã có mặt ngày hôm nay để dự buổi lễ này. Và cũng cảm ơn anh chị từ bên Houston, Texas. Dạ, cảm ơn anh chị. Cũng cảm ơn cậu Nhân và chị Hồng đã từ ở Việt Nam đến đây để mà chung vui cùng hai vợ chồng trong ngày trọng đại nhất. Và cuối cùng con xin cảm ơn tất cả mọi người ở đây đã bỏ ít chút thời gian, không chút thời gian để mà đến dự cho đến dự ngày trọng đại nhất của tụi con. Một lần nữa con xin cảm ơn tất cả mọi người. Thank you very much, Amber. So now, ladies and gentlemen, before we start, we're gonna have the photographer. He's gonna take one beautiful picture with everyone. So everyone squeeze in a little. Okay.
thank you to begin the wedding reception. Thank you very much. So ladies and gentlemen, as the bride and groom settle down and also the first few dishes coming out, we just want to reintroduce ourselves. We are Anyu, Bay Area Professional DJ and MC Service. Tonight is an honor to be here with this exciting crowd. So is everyone excited here? That is great. Thưa tất cả quý vị, chúng tôi là ban nhạc Ánh Như Lan Thế Thế, mình rất hân hạnh được giới vui cho tất cả quý vị trong đêm nay. Và cũng xin thưa với tất cả quý vị là chương trình đêm nay ngoài những trò chơi và những câu đố ra thì chúng tôi còn có chương trình karaoke cho tất cả quý vị. Thì nếu quý vị nào muốn hát vài bản nhạc thì cũng có thể lên DJ để mà đăng ký, hoặc là quý vị có thể nhắn tin qua số phone 408-966-9830. Thì khi quý vị nhắn tin, xin quý vị hãy nhắn tin tên bản nhạc và tên của quý vị nha. Xin cảm ơn tất cả quý vị. So remember, tonight's entertainment we also include karaoke. So those who want to sing and dedicate a song to the bride and groom, just feel free to text us or go to the DJ booth. We left business card on each table, so you can fill. You can take that. There's a number 408-966-9830, and just text us the artist and also the singer and also your table numbers. Thank you very much. And also, before we begin, as you can see, we want to clear out the centerpiece. So the bride and groom told us to give those centerpiece away. And to make it fair, we know every wedding, everyone always grab it first. And we're gonna make it different. So I need everyone to hear what we're gonna ask, request everyone to do. Kính thưa tất cả quý vị, thì cũng như tất cả quý vị đã thấy, nhưng mỗi một bàn đều có một chiếc bình bông rất là đẹp. Thì một bàn tới 10 vị khách cũng không biết là nên đưa cho vị khách nào. Thì thôi, sau đây chúng tôi sẽ có một trò chơi cho tất cả quý vị, và để coi ai sẽ là người may mắn chúng được chiếc bình bông đẹp đó nhé. So please put your hands up, everyone put your hands up, put your hands up. Và sau đây xin được mời tất cả quý vị hãy giơ tay lên ạ. Put your hands up, wave it there, wave it there. Wave it there, this is what we do. Now lift up the plate under and look for a red star. Và sau đây xin được mời tất cả quý vị hãy nâng chiếc đĩa lên và tìm một cái ngôi sao màu đỏ. Thì nếu quý vị nào có thấy một cái ngôi sao màu đỏ thì người đó sẽ là người may mắn thu được chiếc bình bông đó nha. Please stand up, please stand up. So congratulations to those who won that centerpiece. So there will be no fighting later on, okay? So enjoy tonight. We'll make sure to entertain everyone. So enjoy the first few dish as it's coming out, and sing and dedicate a lot of beautiful songs to the bride and groom. Xin chúc mừng tất cả quý vị đã chung được những chiếc bình bông đẹp đó, và cũng xin chúc quý vị có một đêm thật vui vẻ và ăn thật ngon miệng. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Gentlemen, to continue with our program, tonight is a special night, especially for the Netan. So tonight everyone will witness how their love and blossom tonight. So ladies and gentlemen, at this moment we would like everyone to witness, especially for Jure, as he's gonna sing and dedicate a song to the bride. Và sau đây xin được mời tất cả quý vị hãy gửi một tràng pháo tay để cổ vũ cho chú rể, vì chú rể sẽ hát một bản nhạc tặng cho cô dâu đêm nay nha. Sống đã đổi thay, thêm nhiều những tiếng cười.
và nhiều những ước mơ. Một người cho anh biết yêu là gì. Ngoài kia thế giới đôi chân biết đi nơi nào. Tìm đâu một nữa để rồi yêu, để rồi những lúc buồn sẽ cùng nhau sớt chia. Cùng nhau xây tương lai, xây ước mơ. Trên đường anh tìm kiếm đã biết bao lần đau buồn, và rồi gặp được em làm lòng anh ấm lại. Biết nghĩ gì thiệt hơn, biết sống cho ngày mai. Từng ngày anh lại thấy yêu và nhớ em nhiều hơn. Mỗi lần xa là nhớ, chỉ muốn mong được quay về, để lại được bên nhau, lại được rộn ràng trong hạnh phúc. Chỉ thế thôi mà vui. Và giờ nơi sao đường, nguyện thề ta sẽ biết nên hạnh phúc, nên vỡ trong. If you want to see the bride and groom kiss, what are you supposed to do? Remember, hit the... Get your chopstick, hit it louder! Ben and Sam, you know what to do, right? Ben is doing it, is it? They want to see you kiss one more time! Do it louder! Gentlemen, give one kiss for the audience! One beautiful kiss for the audience.
Can you continue with our program? We would like to call on the Uncle and Aunt as they're going to dedicate also a song to the bride and groom. Kỳ và Uy, vì Di Dương Kỳ và Uy sẽ lên sân khấu hát một bản nhạc có tựa đề mang tên là Đường Xa Ước Mơ.
Xin chào tất cả các anh chị đã đến đây chung vui cùng với bé Trang và gia đình. Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc, anh nên vui vẻ, anh nên có một happy moon thật đáng nhớ. Rồi vô chắc mà thay mặt cho gia đình xin cảm ơn tất cả các em đã đến chung vui cùng với bé Trang và gia đình. Dạ, con cũng thay mặt trong bàn này và có món quà nhỏ để gửi cho hai em và chúc hai em trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn tất cả. Má. Xin chào bạn, tất cả các bạn đã đến chung vui cùng với gia đình đêm hôm nay để chúc cho anh hai đứa được hạnh phúc. Hôm nay Đức cùng tất cả các anh chị ở đây cũng rất là vinh hạnh được dự đám cưới của hai em. Thì trước hết Đức cũng xin đại diện cho tất cả anh chị trong bàn chúc tới gia đình cũng như hai em được nhiều hạnh phúc, và cũng mong là những cái gì mình mơ ước đều trở thành sự thật
thì Đức cũng xin gửi đại diện cho các anh chị có một món quà nho nhỏ để gửi tới gia đình cũng như hai em. Xin cảm ơn. Cảm ơn tất cả. Gia đình và trong vui cùng hai em và chị. Tiếng Việt của con dở, so English, turn up, marriage life, good looking, yeah, dress, that what, town. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn tất cả các anh chị đã tới đành đủ để chung vui em Trang và em Bình trong cái ngày hôn lễ hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Cháu thay mặt cho gia đình của cháu để chúc cho Thái Bình và Trang trăm năm hạnh phúc. Không có gì hết, chỉ như đó thôi à. Mấy đứa ở Texas này qua đây là chung vui cùng với dì Dương và em Trang. Xin cảm ơn cùng cháu Dung, cháu Chiên đã đến chung vui. Xin cảm ơn tất cả. Xin cảm ơn. Rồi, chuyên đại diện cho bàn này ha, cho gia đình của Linh, gia đình của Hải, có Khải, gia đình của chị Dung, đại chuyên, chúc cho hai em trăm năm hạnh phúc. Chắc kè thảo kìa, dạ. Ồ, bàn này chỉ còn mình ăn thôi à. Xin gọi cái này. Chúc mừng Bình Thảo. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Đây là coi như là giai lớn trong gia đình tôi, gia tộc và bé Thảo. Xin cảm ơn anh Minh, chị Thanh đã đường xá xa xôi tới cùng chung vui với gia đình và chung vui với ngày thành hôn lễ của cháu Trang. Xin cảm ơn. Trước nhất là xin cảm ơn anh Minh, sau đó xin cảm ơn gia đình anh Hòa Chạy Thuật đã tất cả là cái gì cũng anh Hòa Chạy Thuật đã cái ngày hôm nay nó suôn sẻ tới ngày hôm nay. Vì tiếc là động viên tất cả các cái xin cảm ơn cô Nguyệt đường xá xa xôi cũng về tham dự cho buổi lễ cho cháu. Thì gia đình không có cái gì hơn, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Tiếp theo đây, Dương xin bằng phép đại diện cho các cậu mợ và dì Dương cùng bà con thân hữu thân thiết, xin gửi lời chia vui chúc mừng cùng bà cùng Bình Thảo, cùng bà con hai họ Bình Thảo được bình an, hạnh phúc, vui vẻ, thương yêu và yêu nhau suốt đời, không bao giờ phôi pha. Sau đây, những lần lấy chúc mừng. Nhân tiện đây có một chút quà nhỏ mọn, quý vị xin tặng thân tặng mến tặng hai cháu để làm quà kỷ niệm trong ngày hôn nhân này. Xin cảm ơn mình, xin cảm ơn tất cả. Cậu đã động viên giúp đỡ là trong cái từ cái A đến Z đó, mình nói theo từ Việt Nam từ A đến Z thì
luôn luôn có mặt cậu để có cái ngày hai cháu được thành hôn hôm nay. Xin cảm ơn vợ chồng anh Cầm cũng có mặt hôm nay. Rồi. Thì đến bây giờ thì nói chung cũng xong hết công việc. Công việc đó cũng đã hoàn mãn cái đám cưới hôm nay. Thiệt tình mà nói là họ nhà trai chúng tôi rất là biết ơn, rất là ghi nhận là họ nhà gái rất là dễ dãi và cũng như rất là nồng nhiệt đối với nhà trai. Cho nên cái đây là cái niềm vô cùng cao quý mà chúng tôi ghi nhận. Thật tình mà nói, thế mới biết bên nhà gái thương yêu con của mình như thế nào. Và tôi ghi nhận. Cảm ơn những lời chân thành của anh. Thưa dì, thưa Dượng, thưa dì Hoàng, thưa mạ, thưa mẹ, thưa dì Sáu, thưa hai cô chú, cô ba. Cảm ơn tất cả mọi người đến chung vui cho cháu con ngày hôm nay. Đại diện cho cho nhà trai hả? Coi như tôi coi như là tất cả lớn tuổi nhất ở trong này á, 80 á. Nhưng mà nói với cháu mấy tiếng là good. Màu nào thì là cô giao về chủ đề thích nhất, là sắc màu nào đó. Thì câu A là màu trắng và đen. Yeah, yeah. Is it on? Yeah. Can you hear me? Congratulations on this date to both of you. Yeah, you're a very handsome couple. Remember in the marriage, you have to give more than you receive. Yes, I know. All the time. So I wish you joy, luck, and above all of that, I wish you love. Keep the love strong. Okay, give more than you receive. Yeah. God bless you both. Blue and yellow, right? Thank you. So let's just put your hands together because now it's time for Team Gunner Wall. Thank you. Yeah. Right. Woo! Woo! Hai ba, yo! Chào mừng. Một, hai, ba, yo! Nói chung cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh chị. Hôm nay đã có thời gian. Ngã quá. Đó, nói để thu âm lại thôi. Chứ đâu có phải phát ra đâu. Cảm ơn anh chị từ Houston. Từ Houston qua đây. Cảm ơn anh chị bỏ ra thời gian qua đây. Em rất Ok. Cảm ơn tất cả mọi người. Hôm nay đã đến thời gian có mặt thời gian đến. Cảm ơn. Cảm ơn mấy anh chị. Cảm ơn vì gian công sức bỏ tư thời gian sắp xếp thời gian để đến đây. Ok. Nói gì giờ nói gì? Cô dâu và chú rể thích quay đang ghi âm á hả? Nói chung á là chị đại diện cho nhà 11902 nha, chúc mình là trăm năm hạnh phúc. Ok. Thank you. Với leo núi và cô D là surfing. Rồi giờ nè. Courtney said movies. That is correct. Mấy bạn bè đã bỏ thời gian. Đầu tiên thì Tân xin phép các cô chú bác những câu đố sau đây á. Thì nó có hơi có gì ở trên nhưng mà nó giản thanh. Đất Mỹ này thì sẽ gặp mấy đứa nhiều. Dạ. Và câu đầu tiên anh em sẽ nhờ nhau ấy. Tân xin hỏi tất cả quý vị là cảm ơn mấy đứa đã đến đây chung vui cùng hai vợ chồng. Ok. Chơi khó ha. Ok rồi, chơi khó. Chơi khó nha. 1 2 3 go. Ok rồi. Rửa đi, rửa đi. Càng thời coi thiếp là ai, càng buồn chàng lại đúc hoài không tha.
hết buồn. Có đứa nào nói rút ra. Có bạn thay mặt mấy đứa từng học chung với anh, tụi em cũng chúc mừng anh chị trăm năm hạnh phúc. Rồi muốn năm sau maybe có thể có cháu để có thêm niềm vui trong cuộc sống. Đó là cũng là động lực cho anh chị trong cuộc sống mỗi ngày. Cảm ơn mấy đứa nè. Cũng như thấy cái lời đó. Chị Lan Anh câu trả lời của chị là cái gì, động tác gì đó. Ủa? Sai luôn. Hãy lấy ngay. Hãy lấy ngay. Rồi. Không được. Ok, we're gonna go over here. We'll go, you'll see that along, then we'll go down there. Ok, cảm ơn mấy đứa nha. Xin cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều đã đến chung vui cùng cháu của chúng tôi. Cảm ơn rất nhiều. Ok, câu trả lời của chị là em ra đầu video thì bởi vì hôm nay cậu Phương cũng thay mặt nguyên cái bàn này chúc mừng hai đứa. Vâng, hôm nay rất là vui, chúc hai đứa là coi như là trăm năm. Quý vị có muốn đón thêm một câu nữa không? Cùng cả đi. Một câu nữa ha. Chúc mừng nha. Bạn mình chúc mừng hai đứa nha. Đen thui, đen thủi, đen thủi. Cái dao không sợ mà sợ cái dùi của anh đó. Cái này tự là cái trái tần tần. We're gonna see if everyone knows about music. So this is some of the songs that the Bride and Groom love. Xin cảm ơn anh Tùng và Diệp Tuyền và tất cả các bạn rất là nhiều đến chung vui cùng gia đình chúng tôi. Thank you very much. Hôm nay là ngày vui của hai con. Thì chú rất là mừng có thêm một thành viên trong gia đình, trong cái đại gia đình của mình. Thì như mình đã hứa là lúc nào cũng phải thương vợ, cũng giống như chú với bác đã từng trải qua. Ok. Thì bên đây chú có ít món quà trong bàn để gửi tặng cháu. Nhưng mà trước khi gửi món quà, con phải làm một việc cho trong bàn này vui. Bây giờ con phải làm một việc nè. Bỏ cái ly xuống. Con á, chú chùi cái muỗng rồi, con phải ngậm cái muỗng mà phải đút cho vợ ăn. Ngậm cái muỗng, ngậm muỗng rồi. Đó. Đó, đút cho vợ ăn. Yeah. Chúc mừng con. That is correct. That's what Sito means. Dance slowly. Congratulations. Congratulations to the lovely Brian and Doom. As we're gonna continue with a few more songs of karaoke, and we're gonna prepare for the cake cutting. Thank you very much. Một lần nữa xin cảm ơn chúc tất cả quý vị và chúc quý vị có một đêm thật vui vẻ. Xin cảm ơn. Lời đầu tiên, xin cảm ơn anh Hùng và tất cả các bạn đến chung vui trong ngày thành hôn của cháu của chúng tôi. Cảm ơn rất nhiều. Chú đại diện cho anh các chị ở trong bàn xin chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Chúc cho hai gia đình thông gia có được đôi tân hôn coi như thật là hoàn hảo, thật là đẹp đôi. Đây là món quà của các anh các chị xin gửi cho cô dâu chú rể. Xin quý vị hãy gửi một tràng pháo tay thật to cho cậu Minh.
Anh Hiền, anh Tuấn, Bằng, Diệu Viên, cảm ơn các anh, các bạn rất là nhiều đã đến chung vui cùng gia đình chúng tôi. Thank you very much. Tay mặt bà. Tay mặt bàn này thì đầu tiên nhất á, là xin được chúc mừng hai họ trong ngày vui của hai cháu, nhưng mà đặc biệt ngày hôm nay là bác Hiền thay mặt bàn này chúc mừng hai con trong ngày vui của hai con, và cầu chúc hai con được trăm năm hạnh phúc nha, luôn luôn gắn bền với nhau. Vậy bây giờ mình cùng ly cái đi anh. Vô! Hai, ba! Vô! Vô! Lên luôn! Vô! Hết luôn, hết luôn, hết luôn! Cảm ơn tất cả mọi người. Cùng các thân tư đạo Việt Nam, chung yên thay các thân tư đạo, hội phong thay các thân tư đạo, vinh quang thay các thân tư đạo Việt Nam. Cùng với muôn dân Việt Nam, hợp cùng hơn thiên hạ, các thân tư đạo Việt Nam. Thank you, thank you. Yên xin cảm ơn đại diện cho hai họ. Cảm ơn các bạn đã từ xa không ngại đường xa xôi tới đây chung vui với gia đình Uyên. Một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều. Và là băng băng đèo lội suối phải không? Cái gì đấy? Ok. Tới đây nhân dịp tới đây cái gì? Từ từ đi. Là nói tới nó lui cũng không vậy. Bây giờ là trăm năm hạnh phúc, nghe không? Cái này là cái điều quan trọng. Hai đứa cái chữ nhẫn là cái chữ quan trọng nhất. Chữ nhẫn trong cái hôn nhân, cái chữ nhẫn là quan trọng nhất. Hả? Cũng nhẫn lắm á. Nhẫn quá rồi. Nhẫn quá rồi. Làm như này một cái là cái là chia sẻ thôi để mà tiếp tục ok không cũng phải vậy. Ý chú nói vậy, bây giờ nói chú cũng không được mà. Thôi nói anh cho vậy không nhậu thương chứ đúng không hả? Chưa nói lại hả? Từ này. Cái này chú định đi qua 101 ở gần đây mà. Ok
kìa. Nói chú thấy già quá. Để coi để cậu. Cậu này thôi bỏ lại. Thay mặt gia đình cảm ơn các bạn rất là nhiều, rất là nhiều. Không có gì hơn. Vô. Vô. Thank you very much. Anh Tuyền, chị Hà. Chị Hà, Băng Ly và Peter. Thank you for coming and join us tonight. Thank you very much. Cảm ơn mấy anh chị rất là nhiều đã tới tham dự lễ thành hôn của cháu của chúng ta. Cảm ơn. Cô cũng đại diện cho bàn này có vợ chồng của chú Truyền, cháu, gia đình của hai cháu với lại gia đình bên kia, là chúc hai cháu là một năm cứ nhớ ngày hôm nay là ngày vui của hai cháu. Có những gì mà khi mà mình buồn á thì mình nhớ cái ngày hôm nay để mình tha thứ cho nhau ha, để sống hạnh phúc. Star Auto, Star Auto. We the best. Right? Star Auto. Star Auto. We the best. Thank you for coming. Thank you very much. Star Auto. Yeah. We the best in San Jose. Thank you for coming. Joe. Anh Hùng, Chư Sơn, Giang, Long, Joe, thank you for coming, Joe. You're the best. You got the best. Okay. Hôm nay á, tôi không phải lớn tuổi, nhưng mà tại vì á, hôm nay anh mệt, thành ra tôi đại diện với anh thôi, phải không? Tôi đại diện với anh. Chúc cho hai đứa nhỏ, hai đứa em trăm năm hạnh phúc. Đầu năm trai không? Cuối năm gái không? Được. Không. Nhưng mà tiếp nữa. Anh phải uống nó tiếp. Chưa. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã dìu dắt từ lúc em mới vô cho đến bây giờ. Em thật sự em rất quý, và đến bây giờ em cũng giữ cái quan điểm của mình là rất là quý Star Auto, you know? So nếu có một ngày nào đó có cái điều gì đó mà làm em phải có ý tưởng để mà rời Star Auto, thì em xin khẳng định rằng là cái đó là cái vấn đề đó là không thể nào mà không thể nào mà xảy ra nếu như Star Auto sụp đổ thôi. That's it. Right. Okay. Hôm nay là trong bàn tròn cũng không có gì nhiều, có một món quà nhỏ nhỏ cho hai đứa em, coi như là
muốn làm gì không biết. Nhưng mà ấp trước đi vô. Thưa chú Thắng, ông gia anh Tứ, tất cả bạn bè Bình, Linh, Tùng, cảm ơn tất cả mọi người đến chung vui cùng gia đình chúng tôi. Rất là cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Hôm nay tôi đại diện cho bạn này cũng chúc mừng cả hai họ là có dâu hiền để thảo, cũng chúc cho hai cháu bình trang trăm năm hạnh phúc. Và đại diện bạn này có một ít quà nhỏ để chúc mừng hai cháu. Không, nói chung cảm ơn tất cả mọi người đã hy sinh thời gian đến đây hôm nay chung vui cùng gia đình hai bên, cũng như là vợ chồng con. Sự cảm ơn. Vô này. Vô. Anh Doan Dị Phước, anh Dị Phương, anh Kỳ, anh Trương và chị Khánh, cảm ơn rất nhiều đến những người anh của em, đã anh chị của em đã cùng sát bên em, support em rất là nhiều. Em không thể nào quên được những gương mặt ở đây. Nói chung những gương mặt ở đây ai em cũng còn nợ hết. Em còn nợ tất cả mọi người, tất cả là em còn nợ anh công viên ghế đá, công viên ghế đá con tim bôi rồi. Dạ, ngày hôm nay trước mặt mọi người em thật sự không biết nói gì hơn. Có những lỗi lầm, dạ, brother, thank you very much. Without you, we're not here today. Thank you very much, brother. Thank you, everybody. Ok, trước hết anh xin chúc mừng cho hai họ có dâu hiền rễ thảo. Okay. Sau đó thì anh chúc cô dâu chú rể Thái Bình với Thùy Trang trăm năm hạnh phúc. Ok. Con đàn cháu đóng. Ước gì tình yêu của hai con sẽ mãi mãi như ngày hôm nay. Và okay. Rồi. Okay. Đây là món quà của các cô chú ở đây xin tặng cho hai con nha. Yeah. Nói vài lời với chú Hải.
Thật sự rất là cảm ơn tất cả mọi người ở đây, như đặc biệt là bác Hảo với Trinh, là Trương với Khánh đến dự buổi tiệc hôm nay với tụi con. Thật sự nếu như mà con nghĩ á, đúng á, con nghĩ đúng, theo con nghĩ đúng á, thì bác Hảo với Trinh là bác Hảo là không có bác Hảo thì không có cầu Kiệt, mà không có cầu Kiệt á, chắc chắn là không có con. Thì con biết cái vấn đề đó là con biết thôi. Thì cái đó cái vấn đề con cảm ơn một lần nữa, con xin cảm ơn bác Hảo và Trinh đã có mặt hôm nay để chung vui cùng hai vợ chồng chúng con. Một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều. Dạ. Thank you.
cho một tràng pháo tay vỗ tét tay cho chú rể nè. For the karaoke, and then we're going to give them take a rest a bit before they rest and take their cake cutting, the next program, and also their first dance. This is what we're going to do. We're going to call upon, we need four couples out there. We need four couples. Go on, because there's like two more left of the bride and groom, okay? So whoever can win this, we will explain. Okay, we need three more couples. Volunteer. Right here. Okay. Yes, right here. We need one more couple. Right here. Kevin, let's go. Okay, we're gonna add one more chair. We're gonna add one more chair. The two bridal parties. We want the bridal parties to be involved. You guys too. All the gentlemen, sit down, and your partner stand behind them. Okay, as everyone can see, I know they're worried. They don't know what game we're playing, so. I know the ladies say, why the guys are sitting, not the ladies? Because there's a purpose. I thought, can you bring out the purpose? The gentleman's gonna sit. This is the game. We're gonna call up teamwork and also how well you can listen to the instruction, okay? So we're gonna ask you, as a thug is bringing out
I say, what will the cookie tray? Okay, go. Oh, no. Ladies, hold it. Okay, do not eat it, okay? No, ladies have to hold it. Okay, what are you gonna do? I'm sorry. Okay, this is how it's gonna work, sis. The lady's gonna put the on the gentleman. Your goal is to move that cookie to your mouth with no touching hands, okay? No. The gentleman gonna move the cookie down to their mouth and they have to hold without using any hands. You ladies are just to help them. If they drop the cookie, place another one. Drop a cookie, place another one. I think she's getting her partner. She's getting a partner. Okay, so we need a volunteer. There's another couple right here. There's a big prize involved. Okay, so whoever who beat this, me and Thumb will be the judge. And ladies and gentlemen, you guys are the judge too. Okay, first, place the cookie on the forehead. Do not move it yet. Okay, set, go! Move the cookie! Okay, we're trying to make sure no one's cheating and no helping. Ladies, put your hand back. No helping him. Move it, baby. Ladies and gentlemen. So ladies and gentlemen, this gentleman is the winner. So thank you, Tao, everyone, thank you very much. I know it's a hard game, but congratulations, but he's gonna get your guys' prize, okay? This is from on behalf of the bride and groom, okay? So thank you very much for participating. This is all about teamwork. You guys, everyone did a partition. It's really good, okay? So as right now, we have everyone's attention. As they're going to take the perfect shot, okay? On the count of three, ladies and gentlemen, count three with me. On the count of three. 1, 2, 3. Take out the slice and they're gonna feed each other. Remember, ladies and gentlemen, the next portion is the champagne. Fill up your glass as we're gonna do a big toast for everybody. Champagne. So
To dance with the bride and groom to one slow song, okay? So the dance floor, as we'd like to have all family members please step back as we're gonna have Koyong today. And the song, Beautiful Love.
for the bride and groom. So we'd like to call all the bridal party come out to dance with the bride and groom at this moment, and also family, friends, cousins, relatives who want to dance a slow dance song with the bride and groom, please come to the dance floor. This is your chance. Participating with that. So ladies and gentlemen, let's give a round of applause for the lovely bride and groom. Do you guys want one more slow song before we hit this party up? Yeah! One more slow song. We're gonna hit it to 98 Degree by I Do, okay? Yeah. I Do, we'll take a throwback.
ladies and gentlemen, I need all my ladies. Tonight, you don't need to be single. We just want all the ladies who want to catch the bouquet, who just want to have fun tonight, all the way from age 8 months all the way to 81.
the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tell me, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. I know how you never let my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Estoy que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, respira tu cuello despacito. Mira que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Puerto Rico, I just wanna hear you screaming, ay bendito, ay bendito.